Bản tin trưa ngày 18 tháng 2. Xin kính chào quý vị, chúc quý vị buổi trưa an lành. Mời quý vị theo dõi bản tin trưa ngày 18 tháng 2. Bản tin gồm có những nội dung chính sau đây. Tin Việt Nam, Bộ Y tế cấp phép khẩn cấp 3 loại thuốc Monopiravir của Việt Nam. Tại Sài Gòn, F0 trong trường học tăng. Hà Nội dự kiến cho trẻ mầm non đi học từ tháng 3. Tại Hải Phòng, trạm y tế xã thu tiền test COVID để bồi dưỡng cán bộ. Trung Quốc lại đóng cửa khẩu, tiểu thương kêu gọi giải cứu tôm hùm. Nhiều chuyến bay không thể hạ cánh vì sương mù. Tại Thừa Thiên Huế, công nhân môi trường trả lại chiếc nhẫn kim cương. Tình thế giới, Nga trục xuất phó đại sứ Mỹ. Súng nổ ở miền đông Ukraine, cái cớ để Nga phát động xâm lược. Mỹ cáo buộc Trung Quốc làm tổn hại thương mại toàn cầu. Đường ống dẫn dầu của Trung Quốc ở Myanmar bị phá hoại. Tàu chở 4.000 siêu xe bốc cháy giữa biển. Và sau đây là thông tin chi tiết. Mở đầu là cập nhật về tình hình dịch bệnh. Bộ Y tế cấp phép khẩn cấp 3 loại thuốc Monopiravir của Việt Nam. Thưa quý vị, thông tin này được Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế xác nhận vào chiều ngày 17 tháng 2. Theo đó, 3 loại thuốc được cấp phép là của công ty dược phẩm Boston Việt Nam, công ty hóa dược phẩm Mekofa và công ty Stella Farm. 3 doanh nghiệp công bố rằng giá thuốc của họ sản xuất ở mức từ 300 đến 500 ngàn đồng một hộp Monopiravir. Như vậy, đây là thuốc kháng virus đầu tiên điều trị COVID-19 được cấp phép tại Việt Nam. Thời gian qua, Bộ Y tế đã phân bổ hàng trăm ngàn liều thuốc Monopiravir thuộc cơ chế viện trợ để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 thế nhẹ. Vì vậy, việc các công ty dược trong nước được sản xuất và cung ứng Monopiravir sẽ khiến cho Việt Nam không phải phụ thuộc vào nước ngoài. Thuốc Monopiravir có tác dụng giảm tải lượng virus, được chỉ định sử dụng cho bệnh nhân COVID-19 thế nhẹ. Tuy nhiên, như Khỏe Tự Nhiên đã đề cập trong bản tin trước đó, loại thuốc này có khá nhiều tác dụng phụ, yêu cầu phải tuân thủ chặt chẽ. Cụ thể, thuốc chống chỉ định với trẻ em vì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của xương. Thuốc cũng không được dùng cho phụ nữ mang thai hoặc cho con bú vì có thể gây dị tật bẩm sinh ở thai nhi. Vì vậy, quý vị nên tham khảo kỹ tư vấn của các chuyên gia y tế trước khi sử dụng loại thuốc này. Tại Sài Gòn, F0 trong trường học tăng. Chiều ngày 17 tháng 2 diễn ra cuộc họp định kỳ về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Sài Gòn. Tại cuộc họp, ông Trịnh Duy Trọng, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 14 tháng 2, tỷ lệ trẻ em đến trường ở khối mầm non đạt hơn 66%, ở cấp tiểu học đến trung học phổ thông đạt từ khoảng 96% đến 99%. Khi số học sinh đi học trực tiếp đông lên, số ca F0 tại trường cũng tăng theo. Tính đến ngày 16 tháng 2, sau 3 ngày học trực tiếp, thành phố đã ghi nhận 163 F0 trong trường. Ngoài ra, vị lãnh đạo cho hay, sở không cấm mà khuyến khích các trường tổ chức học bán trú để tạo thuận lợi cho phụ huynh và học sinh. Tuy nhiên, do các khó khăn về cơ sở vật chất, quy mô học sinh trong những tuần đầu tiên, nên có trường chưa thể tổ chức học bán trú cho học sinh. Trong khi đó, tại Hà Nội, thành phố đã thống nhất lộ trình cho trẻ mầm non trở lại trường từ ngày 1 tháng 3 và giao cho các sở ngành liên quan chuẩn bị các phương án an toàn khi trẻ trở lại trường. Tiếp theo là thông tin tại Hải Phòng, trạm y tế xã thu tiền test COVID-19 để bồi dưỡng cán bộ. Phản ánh với Vietnamnet, một số người dân ở xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng bức xúc vì bị thu tiền test nhanh COVID-19 khi đến khai báo tại trạm y tế xã. Cụ thể, một số người đã được nhà máy, công ty test nhanh và có kết quả dương tính hoặc được xác định là F1. Tuy nhiên, khi họ đến trạm y tế xã Tân Liên khai báo thì vẫn bị yêu cầu test lại với mức phí là 100.000 đồng một lần, vì trạm y tế xã không chấp nhận kết quả xét nghiệm do người dân mang tới. Trạm trưởng y tế xã Tân Liên Nguyễn Văn Hành xác nhận có việc cơ sở này thu tiền của người dân khi phải test nhanh nhưng mới thực hiện 3 ngày nay. Ông Hành giải thích rằng với mỗi kit test, trạm y tế xã chỉ lãi hơn 40.000 đồng. Số tiền này dùng để bồi dưỡng cán bộ làm nhiệm vụ phòng dịch. Trong khi đó, ông Khổng Hữu Cường, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo khẳng định, các trạm y tế không được tự ý mua que test, tổ chức xét nghiệm hoặc thu tiền của người dân. Nếu có, thì việc trạm y tế tự ý thu tiền xét nghiệm của người dân là sai phạm. Theo ông Cường, xã Tân Liên đang là điểm nóng COVID-19 của huyện và huyện đã cung cấp nguồn kit test của nhà nước cho xã này. Tiếp nối là một số tin tức đáng chú ý khác.
Như quý vị thấy, thời gian vừa qua, Trung Quốc đã ra các biện pháp siết chặt thông quan, đóng cửa khẩu, dẫn đến việc hàng của Việt Nam ùn ứ, đặc biệt là các loại nông sản như dưa hấu, mít, thanh long. Thì nay, tiểu thương kêu gọi giải cứu tôm hùm vì Trung Quốc lại đóng cửa khẩu. Ngày 17 tháng 2, phía Trung Quốc thông báo dự kiến sẽ phong tỏa huyện Hà Khẩu và xét nghiệm toàn dân do phát hiện ca nhiễm COVID-19. Do đó, Trung Quốc sẽ tạm dừng hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành ở Lào Cai. Tuần qua, các cửa khẩu ở Lạng Sơn tiếp tục ùn ứ, đồng thời Trung Quốc thông báo kiểm tra chặt một số mặt hàng, trong đó có tôm hùm, khiến cho một số lô tôm hùm phải quay về bán trong nước với giá giải cứu. Nếu như cách đây chỉ khoảng hơn một tuần, giá tôm hùm xanh tại các cửa hàng hải sản dao động từ 1 đến 1,2 triệu đồng một kg với loại 300 đến 400 lạng một con, thì hiện tại tôm hùm xanh được một số nơi bán xả hàng chỉ còn từ 550 đến 750 ngàn đồng một kg. Hải quan Lạng Sơn cũng cho biết, hai ngày qua, lượng xe hàng hóa quay đầu về tiêu thụ nội địa đã tăng lên. Trong đó, chiếm đa số là xe trái cây và hoa quả, còn lại là thủy hải sản. Nhiều chuyến bay không thể hạ cánh vì sương mù. Sương mù dày đặc tại Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc chiều tối ngày 17 tháng 2 đã khiến cho nhiều chuyến bay không thể hạ cánh xuống sân bay phía Bắc. Tại sân bay Nội Bài, tầm nhìn chỉ đạt từ 700 đến 800 mét, trần mây quá thấp dưới tiêu chuẩn an toàn, nên sân bay này không thể tiếp nhận máy bay hạ cánh. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại sân bay Cát Bi, Hải Phòng và sân bay Vinh, Nghệ An. Được biết, có khoảng 30 chuyến bay nội địa và quốc tế đến các sân bay phía Bắc đã phải chuyển hướng, hạ cánh tại các sân bay khác như Huế, Đà Nẵng. Đặc biệt, một chuyến bay từ Nhật Bản do không thể hạ cánh được tại Nội Bài nên đã phải quay trở lại. Ngoài ra, một số chuyến bay quốc tế khởi hành từ Nội Bài buộc phải hủy bỏ do thời tiết xấu. Hành khách phải trở lại khách sạn, chờ bay lại vào hôm nay ngày 18 tháng 2. Riêng sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh có thời điểm cũng bị ảnh hưởng sương mù, nhưng vẫn tiếp tục nhận được một số chuyến bay hạ cánh. Sương mù và mây thấp là tình trạng thời tiết nguy hiểm đối với hoạt động hàng không. Hiện tượng này thường xảy ra vào mùa đông ở miền Bắc, gây ảnh hưởng cho hành khách và hãng vận chuyển. Kết thúc phần tin trong nước, mời quý vị đến với câu chuyện về người công nhân môi trường trả lại chiếc nhẫn kim cương. Tối ngày 16 tháng 2, trong lúc đang quét rác, anh Trần Phương Lộc, 34 tuổi, công nhân công ty môi trường và công trình đô thị Huế, nhặt được chiếc nhẫn đính đá quý to rơi giữa đường. Anh giữ lại chiếc nhẫn, nghĩ rằng nếu đây là vật có giá trị thì người bị mất sẽ quay lại tìm. Nếu không, anh dự định về trình báo với công ty để tìm người trả lại. Một lát sau, có hai vợ chồng quay lại đoạn đường để tìm chiếc nhẫn bị rơi. Thấy đường đã được quét dọn sạch sẽ, hai vợ chồng tìm hỏi những người lao công về món đồ bị thất lạc. Sau khi xác minh, anh Lộc đã trả lại chiếc nhẫn kim cương cho cặp vợ chồng. Một lãnh đạo của công ty nơi anh Lộc làm việc cho biết, trước Tết, anh từng nhặt được một chiếc túi xách và đã trả lại cho khổ chủ. Mời quý vị chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, căng thẳng tưởng như đã được xoa dịu tại lò lửa Ukraine thì lại tiếp tục nóng lên với những diễn biến mới với việc Nga trục xuất phó đại sứ Mỹ. Hôm 17 tháng 2, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Nga đã vô cớ trục xuất phó đại sứ Mỹ, ông Bart Goldman tại Moscow. Theo thông tin, ông Goldman đã rời Nga từ tuần trước. Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, hành động của Nga nhằm vào phó đại sứ của chúng tôi là vô cớ và chúng tôi coi đây là một bước leo thang căng thẳng và đang cân nhắc biện pháp đáp trả. Hiện phía Nga chưa đưa ra lý do cụ thể cho hành động này. Tuy nhiên, hồi tháng 12, Moscow nhận định rằng những nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ nào đã tại chức hơn 3 năm nên trở về nhà. Còn cơ quan đại diện Mỹ cho biết, ông Goldman có thị thực hợp lệ và thực hiện nhiệm vụ ở Nga chưa đầy 3 năm. Washington cũng kêu gọi Moscow chấm dứt trục xuất vô căn cứ các quan chức ngoại giao và nhân viên sứ quán Mỹ. Phía Hoa Kỳ nhấn mạnh, hơn bao giờ hết, đây là lúc hai nước chúng ta cần duy trì cán bộ ngoại giao để tăng cường liên lạc giữa hai chính phủ. Cùng ngày, Tổng thống Biden cho biết hiện đã có mọi dấu hiệu cho thấy Nga đang có kế hoạch xâm lược Ukraine trong vài ngày tới và đang chuẩn bị một cái cớ để biện minh cho việc này. Tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra sau khi quân đội Ukraine cáo buộc lực lượng ly khai miền Đông pháo kích vào một ngôi làng ở Luhansk. Theo thông tin, vụ tấn công đã khiến 3 người bị thương và một nhà trẻ bị hư hại. Một nguồn tin trong chính phủ Ukraine cho biết, vụ tấn công này không phải trường hợp vi phạm lệnh ngừng bắn thông thường và khá giống với một vụ khiêu khích. Còn Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi các nước đối tác lập tức lên án Nga vì vi phạm thỏa thuận Minsk.
Tuy nhiên, lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine phủ nhận đã thực hiện hành động tấn công này. Phía ly khai đồng thời xác nhận đã khai hỏa về phía quân đội chính phủ Ukraine để đáp trả đợt bắn phá trước đó do lực lượng của Kiev thực hiện. Về phần mình, chính phủ Ukraine bác bỏ cáo buộc này và nhấn mạnh dù các vị trí của chúng tôi bị tấn công bởi các loại vũ khí bị cấm, nhưng binh sĩ Ukraine không nổ súng đáp trả. Phương Tây đã từng cảnh báo Nga có thể lợi dụng lực lượng ly khai do mình hậu thuẫn để tung ra các chiêu thức gây hấn với Ukraine. Mỹ cáo buộc Trung Quốc làm tổn hại thương mại toàn cầu. Mới đây, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc không tuân thủ các cam kết với Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và cho biết phía Mỹ đang tìm cách thức mới chống các hoạt động thương mại sai trái của nước này. Trong báo cáo ngày 16 tháng 2 về sự tuân thủ của Trung Quốc với các quy định của WTO, cơ quan này nhận định Bắc Kinh đã không giữ cam kết về mở cửa thị trường cho cạnh tranh nước ngoài kể từ khi gia nhập WTO vào năm 2001. Báo cáo chỉ rõ, Trung Quốc vẫn duy trì cách tiếp cận phi thị trường do nhà nước lãnh đạo đối với kinh tế và thương mại. Các chính sách và thực tiễn của Trung Quốc đã thách thức các quy tắc của WTO và gây ra tổn hại nghiêm trọng cho người lao động cũng như doanh nghiệp trên toàn thế giới. Theo cơ quan này, Hoa Kỳ cần cập nhật các công cụ thương mại nội địa để đối phó với các chính sách thương mại của Trung Quốc nhằm đảm bảo một sân chơi bình đẳng hơn cho người lao động và doanh nghiệp Hoa Kỳ. Phía Mỹ tiếp tục nhấn mạnh, việc Bắc Kinh chưa tuân thủ các cam kết mua hàng Mỹ theo thỏa thuận giai đoạn 1 đã ký kết dưới thời cựu Tổng thống Trump. Ngày 16 tháng 2, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, Văn phòng Thương mại Mỹ đang có những nỗ lực đồng bộ để buộc Trung Quốc phải tuân thủ thỏa thuận giai đoạn 1. Cũng liên quan đến Trung Quốc, hôm 16 tháng 2, trang tin Irrawaddy cho hay, một cơ sở đường ống dẫn dầu và khí đốt của Trung Quốc ở miền trung Myanmar đã bị hư hại trong một cuộc tấn công của một lực lượng dân quân phản đối chính quyền quân sự của nước này. Lực lượng phòng vệ nhân dân đã tấn công vào các binh sĩ quân đội Myanmar đang bảo vệ một đường ống ở thị trấn Natogi thuộc vùng Mandalay. Trong cuộc tấn công, một phần đường ống đã bị hư hại. Đường ống do Trung Quốc xây dựng này bơm dầu và khí đốt dài hàng trăm km từ bờ biển Rakhine, Myanmar đến tỉnh phần Nam, Tây Nam Trung Quốc. Kể từ sau cuộc đảo chính đầu năm ngoái, người dân Myanmar thường trút giận vào các tài sản của Trung Quốc do phẫn nộ về các chính sách thực dụng của Bắc Kinh với chính quyền quân sự. Lực lượng dân quân cũng kêu gọi người dân tẩy chay các hàng hóa có xuất xứ Trung Quốc. Trong khi đó, Bắc Kinh yêu cầu chính quyền Myanmar nhắm mục tiêu vào các nghi phạm, đồng thời bảo vệ các công dân và lợi ích của Trung Quốc. Hồi tháng 5 năm 2021, 28 người đã bị kết án 20 năm tù giam vì các cuộc tấn công đốt phá các nhà máy do Trung Quốc hậu thuẫn ở khu công nghiệp thuộc tỉnh Yangon. Và tiếp theo là thông tin, EU xây dựng chòm sao vệ tinh cho Internet tốc độ cao. Hôm 16 tháng 2, Liên minh châu Âu EU đã thống nhất cần xây dựng hạ tầng chòm sao vệ tinh dành riêng cho truy cập Internet tốc độ cao tại cuộc họp cấp bộ trưởng về lĩnh vực không gian được tổ chức tại Pháp. Theo giới chuyên gia, dù hiện tại chỉ chiếm một phần nhỏ trong lưu lượng truy cập Internet toàn cầu, nhưng trong trung hạn, truy cập Internet qua vệ tinh có thể trở thành cuộc cách mạng công nghệ trên thế giới. Còn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhận định việc triển khai chòm sao vệ tinh một cách độc lập với các dự án tiên tiến như SpaceX của Tesla là vấn đề mang tính chủ quyền đối với châu Âu. Ông Macron cho hay, trong tương lai, Internet tốc độ cao trong các lĩnh vực như xe tự lái, dịch vụ khẩn cấp và vận tải hàng hải sẽ do vệ tinh cung cấp. Do đó, nếu không có chòm sao vệ tinh riêng, EU sẽ phải chuyển giao dữ liệu thông qua các quốc gia khác ngoài khối. Vì vậy, ông hối thúc liên minh hành động khẩn cấp để bắt kịp với các cường quốc trong lĩnh vực này như Mỹ, Trung Quốc và Nga. Và cuối cùng là tin, tàu chở 4.000 siêu xe bốc cháy giữa biển. Hôm 16 tháng 2, tàu Felicity Ace dài gần 200 mét đang trên đường chở 4.000 ô tô hạng sang đến Mỹ thì bốc cháy. Chiếc tàu mang cờ Panama và vận hành bởi hãng tàu Nhật Bản này còn có nhiều hàng hóa và xe ô tô của các hãng nổi tiếng như Porsche và Volkswagen. Theo Hải quân Bồ Đào Nha, các tàu nước này đã đáp lại tín hiệu báo nguy vì hỏa hoạn từ con tàu gặp nạn và tiến hành hoạt động giải cứu. Các tàu tham gia hỗ trợ bao gồm tàu tuần tra của Hải quân Bồ Đào Nha và 4 tàu buôn trong khu vực. Hiện tại, 22 thành viên thủy thủ đoàn đã được giải cứu và đưa đến nơi an toàn. Nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn đang được các bên liên quan điều tra. Và đến đây, bản tin trưa cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Khỏe Tự Nhiên. Chúc quý vị buổi trưa thư giãn và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tối nay.